Giữa thời đại công nghệ như hiện nay, các công nghệ mới, kỹ thuật tiên tiến được ứng dụng ở tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, phục vụ đắc lực cho con người. Trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, việc ứng dụng công nghệ hiện đại càng có ý nghĩa thiết thực, giúp nâng cao hiệu quả việc chữa cháy, nhất là khi cháy nổ xảy ra ở các công trình, các khu vực địa hình phức tạp, các địa điểm nguy hiểm. Phóng sự sau đây sẽ cho chúng ta thấy việc áp dụng công nghệ trong công tác phòng cháy chữa cháy tại thành phố Hồ Chí Minh. Bề ngoài như một ngôi nhà làm bằng container, nhưng đây lại là nơi huấn luyện chữa cháy của các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy công an thành phố Hồ Chí Minh. Mô hình có tên gọi là Fireplace. Kết cấu hai tầng, dài 20 mét, gồm 3 phòng: phòng máy, phòng điều khiển và phòng huấn luyện. Bên trong tạo khói, lửa thật để thực hiện các bài tập chữa cháy, cứu người trong những căn hộ nhỏ hẹp, nhà cao tầng, hố sâu, môi trường có nhiệt độ cao. Đây là một mô hình chữa cháy rất là hiện đại. Trong thời gian vừa qua thì đã triển khai huấn luyện cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy của thành phố Hồ Chí Minh để lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy chủ động nắm chắc cái đặc điểm tình hình của đám cháy cũng như là các kỹ chiến thuật chữa cháy. Thay cho việc dựng hiện trường giả để huấn luyện, với mô hình container Fireplace, việc tập huấn đào tạo kỹ năng chữa cháy, cứu hộ diễn ra đồng bộ, liên hoàn, vừa đảm bảo an toàn, vừa giúp cán bộ chiến sĩ thích ứng với môi trường sát với thực tế. Cảm nhận của tôi là nó gần như là thực tế đối với công tác chiến đấu bình thường hàng ngày. Thì tham gia cái tập luyện này thì chúng tôi cảm giác là tự tin hơn khi ra thực tế chiến đấu, vì mô hình này cũng là một trong những mô phỏng. Còn với xe robot tự vận hành chữa cháy nhập khẩu từ Đức này, lực lượng phòng cháy chữa cháy có thêm bạn đồng hành chiến đấu với giặc lửa. Đặc biệt là với những khu vực cháy người khó tiếp cận, xe dài khoảng 2,5 mét, nặng gần 5 tấn, dễ di chuyển, được trang bị hai lăng giá có thể phun cả bọt và nước để chữa cháy. Trong những cái điều kiện mà khắc nghiệt khó khăn, những cái công trình mà nó sụp đổ, những cái công trình mà có khói khí độc mà tất cả cán bộ chiến sĩ không thể nào tiếp cận được, thì cái con robot này nó sẽ thay cho con người, chúng ta sẽ tiếp cận vào đó để chữa cháy. Đi cùng với những công trình liên tiếp mọc lên, từ các cao ốc, tòa nhà chọc trời, tới hầm vượt sông, metro, ga ngầm, là nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn. Chưa kể thành phố Hồ Chí Minh với hơn 10 triệu dân, cùng hàng chục khu chế xuất, khu công nghiệp, hàng chục ngàn doanh nghiệp, tình hình cháy nổ luôn diễn ra diễn biến phức tạp. Công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới do vậy cũng đòi hỏi yêu cầu mới về công nghệ, kỹ thuật mới. Ngày càng xuất hiện nhiều các cái cơ sở nguy hiểm cháy nổ cao, khi tổ chức chữa cháy thì gặp rất là nhiều khó khăn và phức tạp. Cho nên đã trang bị các cái phương tiện chữa cháy hiện đại đáp ứng được cái yêu cầu về công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Với việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong huấn luyện, đào tạo, cùng với sự đầu tư trang thiết bị hiện đại như robot chữa cháy, camera tầm nhiệt, xe thang cao tầng, xe chữa cháy đa năng, sẽ giúp nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của thành phố Hồ Chí Minh, góp phần đem lại sự bình yên cho cuộc sống của người dân.